đang đang chữa cho Thanh Thiên, không biết là có lành không hay là liệt luôn. Mấy anh em mà đọc được các bình luận mà có thể trả lời thì có thể trả lời giúp mình mà nha. Tại mình quá yếu à. Ủa giờ bây giờ cổ mình quá yếu rồi các bạn. Em cũng chỉ nỡ lời cho bóng TV sau khi em lại bị bắt sóng hai anh em ơi. Xử lý nhẹ nhàng những hiệu đó là pha xử lý tuyệt vời của Hồng Liêu. Đổi điểm cho Bến Cát. 11, chỉ đổi 1 đều. Điểm số hiện tại là 1 đều. Để quay trở lại với Đà Nẵng rồi. Số 3. Thanh Hồ. Một vận động viên đến từ bãi biển Bà Rịa Vũng Tàu. Đúng rồi, nguyên một ngày chịu không nổi ra đây. Hiện tại mình rất đuối luôn rồi. Đuối. Đuối. Lại là câu trả lời của Phong Liêu. Đó là Phong Liêu. Hai điều. Mình thấy việc bấm like cũng rất là đơn giản, nhưng không hiểu tại sao vẫn anh em vẫn chưa có ủng hộ được mình. Không phải đó là một pha chạm đồ kịp thời. Đội đội Cam có đút Man Hoon và Narik, cái chuyện hai quốc tế quốc gia của Cambodia các bạn. Tuy nhiên hiện tại Cam đã về nước luôn rồi. Thất bại trước Diễm Lai quá. Quá tiếc nuối. Bình Minh lần thứ hai. Vẫn là cho đồ nhưng lần này có điểm. Khả năng thành công. Ba điều. Vẫn còn lại là một pha tranh chấp bóng trên không vừa giữa Tiếng Đen và Lê Quốc. Còn vừa rồi Lê Quốc đã thành công tranh chấp bóng vừa rồi. Vẫn sẽ là pha phạt bóng của Trang Thứ. Được một tốt của Hoài Thanh. Và điểm số bây giờ là 4-3 rồi. Thêm một pha ghi điểm của Bình Minh. 4-0. Và pha chặt tốt được vị trí biên hai. 4-0. Bình Minh đổi góc phát rồi. Một pha phạt bóng an toàn được 1-2 của Sono. Sau pha tấn công rất tốt của Sono. Không, xin lỗi các bạn, đó là Phong Liêu. Một điểm cho đơn, nếu như Bến Cát có điểm thì hai đội chúng ta sẽ đổi sân cho nhau. Như đã chia sẻ, đội thua trong đấu này sẽ rất bất lợi khi phải thi đấu ngay với đội bóng cùng vào chung kết, đó là Kháng Chiến Binh. Và chén bóng tấn công, đó là Sông Đô. Hai đội chúng ta đổi sân. Hai bên bởi đổi sân, vì đây sẽ đấu quyết định các bạn. Thứ và các đồng đội. Mình chỉ nhớ là duy nhất 30 triệu thôi các bạn. Vậy gì thì mình không nhớ. 3K5 anh em vào đang xem rồi. Bình Minh. Tuyệt vời. Xử lý bóng khéo léo của Bình Minh. Bóng bỏ bóng rất hay các bạn. 5-6. Điểm số 5-6. Hàng thủ của Bến Cát bỏ nhà đi hút thuốc nào. Bình Minh chọn các phát khác anh em ạ. 5-6. Một rất em. Hay quá đâu ơi. Vẫn có điểm anh em ơi. Người ta bảo đã hay là còn bay thì thứ gì chịu nổi. 7-5. Người bình luận đó là anh Bèn nha các bạn. Đến từ Nghệ An, thành phố Vinh. Được một tốt. Bình Minh. Và bỏ nhỏ lần thứ hai. Vẫn có điểm
Điểm số 86. Hiện tại đã gắt được 2 điểm rồi. Tốt của Tiến Nên Bình Minh. Lại là một pha bóng bóng nhỏ rất hay của Bình Minh. Một trận đấu mà Bình Minh thực sự đã trở lại. Đúng hay Minh ơi. Minh Minh. Hay quá Minh ơi. 5 điểm rồi. Nỗ lực này 100% để giành chiến thắng ở số 6. 100 phát bay. Vâng, cảm ơn những pha vỗ tay lẹt đẹp của quý vị khán giả. 3.900 rồi. Quá khủng khiếp. 8 điểm. Lời thế mà áo cắn tạo ra vừa bị sô đổ. Điểm số bây giờ là đứng một tốt. Phóng đều. Phóng đều. Chị xảy ra vậy đi ơi. Điểm số ngược dòng 98 cho Quỳnh Minh. 180 đồng anh em ơi. Một điểm số liên tiếp. Và có vẻ như Hòa Thành đã bị chuột chút ở trên sân. Và như vậy là có một vận động viên đó là Thanh Nô đã đang bị chuột rút rồi các bạn ơi. Vâng, phải như vậy theo kinh nghiệm từng trải của Thu Lâm thì số 4 có thể cố gắng đứng dậy và đi giật lùi. 4.000 khán giả đang xem livestream trên kênh YouTube Mai Quốc Truyền rồi. Thì hiện tại anh em cố gắng dành một cái like cho mình, một like video cũng như một đăng ký kênh anh em nha. Cảm ơn anh em nhiều. Đang bị chấn thương các bạn ơi. Và đó là một bài chiếu mẹo cho những các bạn mà bị rút chân. Rút chân đó là đứng, cố gắng đứng lên và đi lùi các bạn. Tục lùi lại. Đang chữa cho Thanh Thiên. Không biết là có lành không hay là liệt luôn. Rồi ok. Đây là mình nói vui thôi các bạn. Chứ chú Lâm chữa rất là hay nha các bạn. Chữa đồ mà mẹo cũng hay các bạn. Bởi vì chú Lâm cũng là một vận động viên đá bóng nha các bạn. Những cái thương nhẹ như vậy thì chú Lâm có thể những cái mẹo rất là hay. Bình Minh thấy tên mang tên em. Em mang tên em. Bình Minh đã mang tên em rồi các bạn ơi. Một pha quẩy với Thiên Y qua đây bắt của Bình Minh. Bình Minh đã thực sự trở lại chưa mọi người ơi. Điểm mất bôi rồi. Không hiểu điều gì đang xảy ra với bên cạnh. Có thể chỉ đã có thưởng nóng anh em ơi. 18 rồi em. Đôi. Có một pha bơm bò. 18 rồi các bạn. Huấn luyện viên dành cho Bình Minh. Mười tám. Giật tỉnh của số đó không phải. Đó là quý nhân vợ thiên tài. Nếu mà tụi nó mời. Bước một rất tốt. Quá hay. Phòng thủ tiếp bơi phản công. Không cần Cambodia, không cần team Tosi vẫn xảy ra một vẫn diễn ra một trận chung kết đầy hấp dẫn các bạn ơi. Điểm số vẫn trên được dành cho Ngọc Chiếu Anh khi họ có thể có quyền tự quyết. Điểm số bây giờ đã quân bình mưa đeo rồi. Và đây là điểm cuối cùng rồi các bạn ơi. Thì điều gì cũng có thể xảy ra. Cơ hội là 50-50. Sáng thứ làm gì? Phản bóng an toàn. Minh! Bình Minh! Minh! Bình Minh! Quay như vậy là bóng không trúng tay. Trọng tài ra quyết định bóng không trúng tay. Tuy nhiên là Bình Minh đã cho rằng bóng rồi đã chạm tới chắn ra ngoài. Và đang chờ check va anh em ơi, không biết là va có thấy được pha bóng vừa rồi không, vì hiện tại đã là 7-8 giờ tối rồi.